Kính chào quý vị đang đến với chương trình tọa đàm trực tiếp sức khỏe, chủ đề là điều trị bệnh lý cột sống không cần phẫu thuật, và chương trình cũng được livestream trên hệ thống fanpage của Đài Bình Thuận. Kính thưa quý vị, có thể nói là bệnh lý về cột sống như là gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, rồi thì đau thần kinh tọa, trượt đốt sống là những bệnh lý thường gặp mà không chỉ ở người lớn tuổi mà ở thanh thiếu niên nữa, khi mà làm việc quá sức cũng như là có những cái động tác sai tư thế. Và nếu như chúng ta không điều trị thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống. Ngày hôm nay chương trình sẽ gửi đến quý vị về phương pháp điều trị bệnh lý cột sống không cần phẫu thuật, nhằm giúp cho người bệnh hiểu hơn về nguyên nhân dẫn tới bệnh lý cột sống, cách phát hiện và điều trị kịp thời. Xin được trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình hôm nay. Trân trọng giới thiệu bác sĩ vật lý trị liệu Lương Ngọc Thọ, phòng khám chuyên khoa Phục Hồi Chức Năng Ngọc Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, thưa quý vị, như thường lệ số điện thoại của chương trình để quý vị tương tác đó là 0252 3833 866 và 0252 3833 966. Xin được nhắc lại 0252 3833 866 và 0252 3833 966. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến phòng khám chuyên khoa Phục Hồi Chức Năng Ngọc Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã cùng phối hợp với chúng tôi thực hiện chương trình này. Và thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình, kính mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Theo các chuyên gia y tế, hiện nay chưa có một thống kê chính xác để nói về tỷ lệ mắc bệnh lý về cột sống. Tuy nhiên, đây là bệnh rất phổ biến. Theo đó, các đốt xương sống trải qua thời gian bị hư tổn sẽ chèn ép các dây thần kinh nằm giữa các đốt sống. Bệnh lý cột sống không gây tử vong nhưng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Ông Phạm Ngọc Thanh ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bị đau và tê bên chân trái, đi chụp MRI ở trung tâm Hòa Hảo, phát hiện bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Bác sĩ cho biết bệnh thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm thường tiến triển chậm. Vào giai đoạn khởi phát, người bệnh chỉ cảm thấy đau nhức sau một vài động tác nhỏ. Vì vậy, trường hợp như của ông Thanh không phải là ngoại lệ. Thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, loại đĩa đệm, nó đỡ nhiều khoảng 30-40%. Mới 5 ngày thôi. Làm 5 môn, ủ sáp, rồi kéo giãn cột sống bằng máy tự động, rồi siêu âm, chạy điện. Đầu nghe nó đau lưng rồi cái một thời gian sau thấy càng ngày càng đau nhiều rồi mới đi bệnh viện chụp hình rồi MRI rồi mới biết. Đi cũng nhiều chỗ, bệnh viện Chợ Rẫy rồi đi học y dược rồi chấn thương chỉnh hình, nói chung cái nào cũng có hết. Nhưng mà hiệu quả không có cao, các em nghĩ không có đi theo đó nữa. Hiện tại, bệnh lý về cột sống không loại trừ một ai, từ người làm nông, công nhân tới các nhân viên văn phòng. Ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể bị các bệnh có liên quan đến cột sống. Vì vậy, mỗi người nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình và khi có bệnh nên lựa chọn cho mình một biện pháp điều trị phù hợp để tránh tình trạng tiền mất tật mang. Vâng ạ, qua phóng sự vừa rồi thì rõ ràng chúng ta đã thấy là bệnh lý về cột sống thì không có phân biệt độ tuổi nào nữa rồi, trẻ cũng có thể mắc bệnh. Vậy thì nói về bệnh lý cột sống thì có rất là nhiều bệnh. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về bệnh gai đột sống. Thưa bác sĩ, gai cột sống, vâng ạ, thưa bác sĩ Lương Ngọc Thọ, những nguyên nhân nào dẫn đến việc bệnh gai cột sống cũng như là những đối tượng nào thường bị mắc bệnh này thưa bác sĩ? Dạ, xin chào MC. Xin kính chào quý vị khán giả đang xem đài. Để chúng ta nói về các nguyên nhân dẫn tới bệnh lý gai cột sống thì tôi xin chia sẻ một chút là cái bệnh lý gai cột sống á, là thực chất á, là một dấu hiệu của một bệnh lý thoái hóa cột sống. Yeah. Khi mà mình bác sĩ chẩn đoán mình bị thoái hóa cột sống thì có thể là có những cái dấu hiệu trên phim, đó là gai cột sống, xơ xương dưới sụn, hẹp khoang đĩa đệm. Thì trong này á, thì chúng ta nói dấu hiệu là gai cột sống thôi. Yeah. Chính xác của nó là bị thoái hóa cột sống là cái chính. Yeah. Thì có người á, thì gọi là gai cột sống, thì có bác sĩ gọi là thoái hóa cột sống. Nói chung á, là nó là một. Yeah. Về những cái khi mà bác sĩ nói mình bị gai cột sống á, thì thật sự rất là sợ. Cái gai là nó nhọn, nó đâm. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu về vấn đề đó như thế nào. Trước mắt là về cái nguyên nhân mà dẫn tới bệnh lý về gai cột sống, thoái hóa cột sống. Thì đầu tiên đó là về tuổi tác. Thì vấn đề tuổi tác càng cao thì cái mức độ thoái hóa cột sống càng nhiều. Theo thống kê thì khoảng 35 tuổi theo các chuyên gia đánh giá luôn, khoảng 35 tuổi là bắt đầu cái bệnh lý thoái hóa cuộc sống sẽ xảy ra, kéo dài cho tới suốt cuộc đời. Bắt đầu 35 tuổi là bắt đầu có rồi. Thì nó chiếm khoảng 35 tuổi thì chiếm khoảng 30% những người bị gai cuộc sống. Khoảng từ 50 tới 65 tuổi thì chiếm tới 60%. Còn những người mà trên 80 tuổi thì chiếm 90%. Vậy tức là qua các con số thống kê này thì mình thấy được cái bệnh lý gai cột sống, những cái độ tuổi càng lớn thì cái gai cột sống, thoái hóa cột sống càng nhiều. Thì tại sao là như vậy? Thì theo quá trình tạo xương của mình thì nó bắt đầu nó phát triển từ cái giai đoạn lúc mà mình sinh ra. Khi bắt đầu khoảng 35 tuổi thì bắt đầu quá trình tạo xương của mình bắt đầu nó sẽ suy giảm từ lúc đó. Còn quá trình hủy xương của chúng ta là nó sẽ giảm. Còn quá trình tạo xương của chúng ta, quá trình hủy xương thì nó tăng. Còn quá trình tạo xương nó giảm. Thì cái đó là do cái chính là cái nguyên nhân dẫn tới bệnh lý gai cột sống, thoái hóa cột sống. Rồi cái nguyên nhân thứ hai là những cái người mà làm việc công việc nặng, những người làm công việc nặng trong các nhà máy, những công nhân, rồi những người làm những cái đối tượng đó là những cái đối tượng làm việc nặng, rồi làm ở nhà máy xí nghiệp, những cái công nhân làm bốc vác, rồi lao động nặng, khuân vác nhiều. Thì tại sao nó lại bị cái vấn đề đó? Thì khi mà khiêng nặng thì cái áp lực, những cái vật nặng đè lên cái cột sống chúng ta, đè lên các vùng đĩa đệm thì nó đè ép lên, nó lâu ngày thì nó sẽ dẫn tới vấn đề thoái hóa đĩa đệm. Và khi thoái hóa đĩa đệm thì nó dẫn tới thoái hóa luôn các cái xương dưới sụn, rồi nó thoái hóa luôn cái thang cột sống, thì dẫn tới cái bệnh lý là gai cột sống, thoái hóa cột sống. Nhưng lúc này thì nó chưa có diễn biến là nó gai như cái vấn đề tuổi tác, nhưng mà nó có báo hiệu trên khuyên chụp phim X quang mình sẽ thấy được cái gai này. Rồi cái tiếp theo nữa, cái nguyên nhân mà chúng ta nói là những người làm việc văn phòng, thì đó là công việc lao động trí óc thôi. Lao động trí óc thôi. Có người nói tại sao tôi làm việc nhẹ, tôi lao động trí óc mà tại sao tôi cũng bị vấn đề cuộc sống? Thì cái này thì tôi cũng xin phân tích là chúng ta ngồi lâu, chúng ta không vận động nhiều thì tất cả các cơ xương khớp chúng ta không được vận động thì nó không được trơn tru. Những cái dịch khớp ở bên trong cuộc sống chúng ta, ngoài cái trong cuộc sống và những cái khớp khác nó có liên quan thì nó sẽ bị khô, nó sẽ bị dễ dàng bị thoái hóa nhiều hơn. Cái áp lực lên cái cuộc sống, áp lực lên cái đĩa đệm thì nó dẫn tới cái bệnh lý gai cuộc sống, thoái hóa cuộc sống. Rồi nguyên nhân tiếp theo nữa là những người mà bị chấn thương, chấn thương tai nạn. Thì những cái chấn thương này thì những người trẻ tuổi khoảng 35 tuổi trở xuống thôi. Khi nào mình phân tích là 35 tuổi trở lên là bắt đầu có thoái hóa. Nhưng những người mà trẻ tuổi 35 tuổi trở xuống khi bị chấn thương như vậy thì đó là một cái tỳ rồi. Thì khi mà đau thì mình sẽ cố định nó, mình cố định nó giống như mình gãy tay mình băng bột nó lại. Mình băng bột xong trong thời gian khoảng 1 tháng thì nó bị cứng. Cái bị cứng thì nó sẽ khô ở đó, rồi nó bị hạn chế tầm vận động. Thì giống như cuộc sống chúng ta không vận động nhiều, chúng ta ngồi quá lâu, đặc biệt là những nhân viên văn phòng ngồi 8 tiếng đồng hồ thì các khớp này không vận động nhiều thì cái đĩa đệm rồi khô khớp, rồi mình cử động khó khăn, cũng xảy ra tình trạng là thoái hóa cuộc sống. Rồi những người mà tiếp theo là cái nguyên nhân những người mà trẻ tuổi, cũng là người trẻ tuổi thì là tập thể dục hay là chơi thể thao, vận động sai, tư thế sai, người tập tạ. Tập tạ là ảnh hưởng tới vấn đề cuộc sống rất là nhiều. Thì họ nâng tạ sai, huấn luyện viên hướng dẫn, có nhiều người huấn luyện viên hướng dẫn đúng, có nhiều huấn luyện viên dẫn sai. Rồi nhiều lúc huấn luyện viên dẫn đúng rồi mà mình tập lại sai, nó lại ảnh hưởng tới vấn đề cuộc sống của chúng ta. Thì cũng dẫn tới, nó một cái tỳ luôn cũng dẫn tới vấn đề bị gai cuộc sống. Rồi đó là những cái nhóm nguyên nhân chính dẫn tới gai cuộc sống. Ngoài ra những người có cái chế độ sống nó không được lành mạnh, dù sử dụng bia, sử dụng chất kích thích, rồi những người mà bị béo phì, thừa cân đó thì cũng ảnh hưởng tới vấn đề bị gai cột sống. Và cái hướng mà để chúng ta điều trị bệnh gai cột sống này như thế nào thưa bác sĩ? Khi mà mình có bác sĩ chẩn đoán mình là bị thoái hóa cột sống, có gai cột sống, thì cái vấn đề này thật sự là bà con chúng ta cũng đừng lo lắng quá. Thì nếu mà vấn đề tuổi tác, càng lớn thì gai cột sống nó sẽ xuất hiện. Nhưng có những người đau, có những người không đau. Thì những người đau khi mà chụp đi vô tình đau thì mới đi chụp phim thì biết được là bị gai cột sống. Tại vì nó có những cái triệu chứng có thể đau hoặc là không đau. Khi mà triệu chứng mà đau thì có thể là nó còn liên quan tới cái vấn đề khác hơn nữa, có thể là vấn đề về đĩa đệm, có vấn đề về thần kinh, thì cái đó rất nguy hiểm. Còn bây giờ nếu mà gan cuộc sống á, thôi á, thì bây giờ thứ nhất á, nếu mà đau á, thì mình cố gắng mình điều trị, có thể uống thuốc thì nó sẽ hết cái cơn đau đó. Nhưng mà chính vì cái vấn đề và chỉ là cũng y vào cái vấn đề gai cuộc sống, khi mà chụp phim bác sĩ nói là gai hơi há nhẹ thôi, rồi về uống thuốc nó hết. Thì thật sự thuốc thì uống vô nó giảm nó tốt đó, nhưng mà bây giờ nếu mà mình mình cứ uống thuốc hoài, mình không biết được bên trong nó như thế nào, chỉ là chụp X quang thường thôi, có thể là cũng dấu hiệu nó nặng hơn thì mình nên chụp cộng hưởng từ để biết rõ bên trong nó như thế nào. Thì bây giờ đau thì uống thuốc, nếu mà những cái vùng cơ bị co thắt mỏi nhiều thì mình có thể mình đi ấn huyệt thì nó cũng giảm cho cái vấn đề bị đau. Rồi những cái điều trị khác cho cái bệnh lý cuộc sống thì thật sự rất là nhiều. Có thể dẫn tới kể tới là y học cổ truyền, có thể châm cứu, cái chỉ. Rồi ngoài ra thì có thể dùng những phương pháp vật lý trị liệu, phục hồi chức năng. Còn cái bệnh lý gai cột sống là mình không có cần can thiệp về phẫu thuật. Bác sĩ vừa nhắc đến một bệnh lý về cột sống nữa, đó là thoát vị đĩa đệm. Bác sĩ có thể giải thích thêm là đĩa đệm là như thế nào, có cấu trúc, số lượng, và khi mà người đang khỏe mạnh như thế làm sao để mình phát hiện được là mình bị thoát vị đĩa đệm, thưa bác sĩ? Nói về cái một bệnh lý khác của bệnh lý cuộc sống là thoát vị đĩa đệm. Một cái bệnh lý này thật sự là nó là cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Về trước khi chúng ta nói về bệnh thoát vị đĩa đệm như thế nào thì tôi xin phân tích sơ về cái đĩa đệm, cái cấu trúc cuộc sống của chúng ta. Về một cơ thể chúng ta thì có một cái trục cuộc sống, thì cuộc sống này là nâng đỡ và kết nối dưới hai chi trên và hai chi dưới để giúp chúng ta vận động linh hoạt. Chúng ta cử động, chúng ta đi đứng, chúng ta làm việc. Thì cái giữa hai cái đốt sống để mà nói từ các đốt sống nói từ cái hộp xương sọ xuống cái vùng xương trên chậu của mình, thì mỗi đốt sống thì nó kết nối một cái đĩa đệm. Thì các cái đĩa đệm này nó được nó kết nối từ ở phía trên hộp sọ đi xuống dưới, từ cái C1 C2 thì không có. Nhưng bắt đầu từ C2 C3 trở đi thì có một cái đĩa đệm kéo dài xuống cái tận L5S1. Rồi tổng cộng lại là đĩa đệm chúng ta thì có 2-3 đĩa đệm. Thì cái đĩa đệm này á, thực chất nó là một cái đĩa được cấu tạo nhiều collagen, collagen tiếp 2 như nhục sụn khớp vậy đó, nhưng mà đàn hồi rất là tốt. Thì trong cái đĩa đệm này nó có nhăn, bên ngoài nhăn thì nó có những cái vòng sợi, bên ngoài vòng sợi là có một cái bao sợi xung quanh đó, thì nó rất là chắc chắn. Thì để giữ cố định cột sống chúng ta được chêm lót đĩa đệm, rồi những dây chằng nó sẽ bọc xung quanh, dây chằng dọc trước, dây chằng dọc sau, thì nó sẽ giữ đĩa đệm chúng ta rất là chắc chắn. Khi nào chúng ta làm việc sai quá nặng hoặc là tư thế sai hay chấn thương thì cái đĩa đệm này nó mới di dời đi được, thì nó cố định rất là chắc chắn. Về cái chức năng của cái đĩa đệm này thì nó là giảm sốc. Khi chúng ta ngồi lâu, khi chúng ta vận động chơi thể thao, làm việc thì nó được thiết kế theo cái đường cong sinh lý nữa, thì nó cùng với đĩa đệm nó sẽ giảm sốc cho cái cuộc sống chúng ta, giúp chúng ta vận động dễ dàng hơn. Về tại sao cái đĩa đệm này nó lại di dời ra, nó lại là thoát ra, mình nói về cấu trúc của nó rất là chắc chắn mà. Thì cái này á, thì tôi cũng xin trình bày luôn. Khi những người mà bị thoát vị đĩa đệm thật chắc á, là những cái đối tượng cũng có là tuổi tác cao. Thì khi mà tuổi tác cao thì nó đã bị thái hóa rồi, nó bị thái hóa đĩa đệm rồi, nó yếu rồi, cái mất nước đĩa đệm rồi, nó không đàn hồi tốt nữa. Thì chúng ta vô tình chúng ta làm những cái công việc nhẹ thôi, chúng ta cúi xuống lấy cái này, lấy cái đồ vặt thôi, khoảng mấy ký thôi, thì nó cũng gây ra cái hiện tượng là thoát vị. Thì tôi nói cúi xuống lấy một cái vật nào đó thì nó gây ra thoát vị đĩa đệm. Thì ở đây thì tôi xin nói luôn là khi cái cử động, khi mình gập ngược xuống, gập về trước, thì lúc đó nó sẽ áp lực lên cái mặt đĩa đệm phía trước, thì nó sẽ ép vô cái mặt đĩa đệm phía trước, thì nó sẽ đẩy cái đĩa đệm nó ra phía sau. Thì lúc đó ra phía sau thì đó là cái trường hợp bị thoát vị đĩa đệm ra phía sau. Có thể có nhiều trường hợp đó là thoát vị đĩa đệm ra phía trước, và nhiều trường hợp thoát vị ra đĩa đệm phía sau, và đặc biệt là phía sau. Phía sau thì rất nguy hiểm khi đĩa đệm này nó bị thoát ra, chèn vào ống sống. Nhưng ống sống chúng ta thì có thần kinh, khi nó chèn vô thần kinh thì bắt đầu có những triệu chứng xảy ra. Thì đó là một cái bệnh lý thoát vị đĩa đệm rất là nguy hiểm. Về đĩa đệm, chúng ta phân tích về đĩa đệm một chút nữa là nó khi mà nó thoát ra phía trước thì cái đó mình không có đáng lo, tại vì phía trước thì nó không có sợ, không có thần kinh nhiều. Khi mà nó thoát phía sau thì có thể chèn vào tủy sống, chèn vào rễ thần kinh, chèn vào chùm đuôi ngựa, sẽ gây ra những cái bệnh lý khác, bệnh lý rễ thần kinh cổ, cánh tay, rồi dưới thắt lưng thì sẽ ảnh hưởng tới bệnh lý về thần kinh tọa, mình hay nói thần kinh tọa. Về nguy hiểm hơn nữa có thể chèn ép tủy thì nó gây ra những cái biến chứng rất là nặng. Dạ. Và những cái biểu hiện nào để bệnh nhân sẽ biết là mình bị cột sống cổ hoặc là cột sống thắt lưng nếu như chúng ta bị lồi hoặc là bị thoát vị đĩa đệm thưa bác sĩ? Về cái vấn đề này thì tôi cũng xin phân tích rất là kỹ luôn để cho bà con chúng ta biết được rồi nắm rõ. Về vấn đề cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm của sống cổ, khi mà những cái triệu chứng nó xuất hiện, có thể là lúc đầu thì nó chỉ cảm giác mỏi thôi. Yeah. Chúng ta ngồi làm việc lâu, đặc biệt dưới văn phòng chúng ta ngồi làm việc lâu thì nó mỏi cột sống cổ, nhưng khi mà chúng ta nghỉ ngơi thì nó đỡ, tức là nó có tính chất đau cơ học, vận động thì đau, thì đó là cái dấu hiệu bắt đầu của sự thái hóa. Nó sẽ diễn tiến ra nhiều cái giai đoạn, thái hóa rồi xong thái hóa đột sống thì nó sẽ diễn tiến lưới tiếp là thoát vị đĩa đệm. Yeah. Nó có cái mối liên hệ như vậy. Khi mà nó đã bị thoát vị đĩa đệm rồi thì cái tính chất đầu tiên thì nó là đau, nó đau âm ỉ, đau mà kiểu như là sáng đau chưa không đau, chiều đau lại, nó cứ đau âm ỉ cho tới khoảng tuần rồi nó hết. Yeah. Chúng ta uống thuốc rồi lúc đó chúng ta cũng thăm khám rồi bác sĩ chẩn đoán là không sao, thái hóa thôi. Thì cái này cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta cảnh báo là chúng ta có thoát vị đĩa đệm. Yeah. Thì cái này mình phải cố gắng rà soát cho nó kỹ. Rồi sau cái giai đoạn mà đau âm ỉ thì nó sẽ chuyển qua giai đoạn là đau mà kiểu đau liên tục, lúc nào cũng đau hết. Và khi nó đau liên tục như vậy thì qua giai đoạn khác thì nó sẽ chuyển qua giai đoạn đau và chèn ép, đau xuống cánh tay. Đó là cột sống cổ. Thì cái biểu hiện của đau của nó là nó sẽ đau vùng gáy, đau vùng bả vai, có thể xuống một bên vai trái, có thể xuống bên vai phải, rồi nó đau xuống vùng bắp tay, vùng cánh tay, ngón tay. Và giai đoạn tiếp theo nữa nó có thể là tê, nó tê cũng theo cái giai đoạn, theo cái dẫn truyền của thần kinh cổ, thì có thể là theo cái mức đĩa đệm nó thoát vị. Ví dụ như mà nó thoát vị cái vùng ở mức trên cao có thể gây ra vấn đề đau đầu, chóng mặt. Rồi nếu mà vùng thấp thì nó đau cái khoảng từ C5, C6 là cái vùng thoát vị đĩa đệm nhiều nhất, với C6, C7 thì nó sẽ đau lan xuống bả vai, rồi xuống cánh tay, xuống ngón tay của chúng ta. Đó là các cái dấu hiệu để nhận biết là mình thoát vị đĩa đệm, cột sống cổ. Ngoài ra thì có thể là mình phân biệt với các bệnh lý về thần kinh khác. Còn đối với cái bệnh lý về thoát vị đĩa đệm cột sống lưng thì mình hay nói là thần kinh tọa đó. Thì cái thần kinh tọa này mình thực chất là nó thoát ngay cái chỗ ngay L4, L5 và L5S1. Cái chỗ ngay cái đĩa đệm đó là hai cái đĩa đệm đó là trung tâm của cái áp lực. Khi mình ngồi lâu thì cái áp lực nó đè lên chỗ đó là nhiều nhất. Có phải là vùng thắt lưng không thưa bác sĩ? Cái vùng thắt lưng, ngay thắt lưng quần của chúng ta thì đó là cái dấu hiệu mà tôi nói, dấu hiệu để chèn ép là gây ra bệnh lý thần kinh tọa. Là khi mà nói bệnh lý thần kinh tọa thì mình thấy nó sẽ đau lan dọc xuống chân. Thì có nhiều bệnh nhân cũng tự đoán mình luôn, thì tôi bị thần kinh tọa, tôi thấy tôi đau mông, đau xuống chân rồi. Nhưng mà cái này mình cũng cần phân tích kỹ ha. Thì bây giờ tôi sẽ phân tích kỹ là khi mà nó thoát hai cái đĩa mà cuối cùng tôi nói khi nó thoát ra thì lúc đầu thì nó cũng có cái dấu hiệu như cột sống cổ đó, thì nó sẽ đau ngay vùng thắt lưng, rồi nó sẽ chuyển qua từng giai đoạn là nó sẽ đau âm ỉ, đau liên tục, đau lan xuống chân, và đặc biệt là tê. Khi mà tê là cái dấu hiệu, cái triệu chứng cuối cùng là của vấn đề chèn ép thần kinh. Nó rất là nặng. Thì cái biểu hiện khi mà thường bệnh nhân mình thấy tê rồi mới đi khám, đau thì người ta bỏ qua, người ta uống thuốc. Khi tê quá chịu không nổi mới đi khám mới biết là thoát vị đĩa đệm. Thì lúc đó cái trường hợp đó thì nó nặng, thì mình sẽ quá trình điều trị nó sẽ hơi khó khăn hơn. Thì đó là những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng để biết được là thoát vị cột sống cổ và thoát vị cột sống thắt lưng. Nếu mà chúng ta để lâu thì sẽ dẫn đến việc tê và liệt tay, liệt chân. Tôi vừa nhận được câu hỏi của một khán giả dành cho bác sĩ Lương Ngọc Thọ. Khi mà tôi bị bệnh thì có đi khám và chụp phim cộng hưởng từ MRI thì phát hiện bị thoái hóa, mất nước đĩa đệm, lồi đĩa đệm. Như vậy thì có hướng điều trị như thế nào thưa bác sĩ? Bệnh nhân này là bị thoát vị đĩa đệm, lồi đĩa đệm ở cổ hay lưng ạ? Dạ cũng không hỏi rõ như thế nào. Nói chung là thoát vị đĩa đệm thì nãy giờ mình phân tích á, là cho dù cuộc sống cổ, sống thắt lưng thì nó đã bị thoát rồi, thì bây giờ cái hướng điều trị của mình á, là mình sẽ cố gắng đưa cái đĩa đệm đó, tức là từ cái não nó thoát ra phía sau, thì nó mới chèn vô thần kinh, thì có những biểu hiện tê xuống tay xuống chân của chúng ta đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cố gắng giải quyết đưa cái đĩa đệm từ phía sau đó nó quay ngược trở lại trong cái ống sống, trong cái khoang đĩa đệm của hai đốt sống. Thì khi mình sẽ dùng những cái biện pháp là mình sẽ tác động cơ học và tác động vật lý. Thì ở đây á, thì thật sự bây giờ mình sẽ sử dụng cái phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng hiện tại là sử dụng trên tất cả các bệnh viện lớn ở tiếng đầu của chúng ta, và thậm chí là bây giờ tiếng địa phương cũng đã có áp dụng rồi. Tại vì những cái bệnh lý này mà mình áp dụng theo những cái phương pháp hồi lúc trước á, thì cứ uống thuốc hoài thì nó sẽ đỡ, mà không uống thuốc thì nó sẽ đau. Thì cái này tốt nhất là tôi khuyên người nhà của chúng ta, người bệnh của chúng ta thì nên đi khám cho nó kỹ hơn, những phòng khám chuyên khoa về cuộc sống, những phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng cơ xương khớp, rồi đặc biệt là điều trị theo hướng vật lý trị liệu để can thiệp vô cái đốt sống, can thiệp vô đĩa đệm. Dạ. Một câu hỏi nữa là tôi không biết là mình có phải là đang bị bệnh về bệnh lý cột sống hay không, nhưng mà cái khả năng vận động của tôi thấy bị giảm sút rõ rệt. Ví dụ như tôi xoay bên phải hoặc là để tay qua bên trái thì lại khó khăn hơn, và xoay người thì cũng rất là khó. Như vậy thì không biết là tôi có phải là đang bị mắc một bệnh nào đó trong bệnh lý cột sống không thưa bác sĩ? Mình đây là mình có hai cái triệu chứng rõ ha, tức là một cái triệu chứng cái khớp vai chúng ta cử động nó không có linh hoạt, và một cái triệu chứng nữa là cái cột sống chúng ta xoay chở nó sẽ khó khăn. Thì bây giờ cái chúng ta phân tích về cái ý thứ nhất là khi mà cái khớp vai chúng ta làm gì cũng khó khăn, đặc biệt điển hình là chúng ta mặc áo sẽ khó khăn nè, mặc ống ngực sẽ khó khăn nè, chúng ta với lên không được nè, chúng ta với ra sau lưng không được nè, chúng ta xoay ra phía trước không được nè. Thì cái này thực chất nó là một cái bệnh lý gọi là viêm dính cái khớp vai, viêm dính khớp vai. Đó là khi mà cử động nó khó khăn á, thì nó qua cái dạng đó, nhưng mà trước đó là nó chưa có dính, nó sẽ đau thôi, thì nó đau thì bây giờ có thể là nó bị viêm những cái găng cơ thôi, viêm găng cơ xung quanh cái khớp vai, thì lúc trước đó có thể là viêm chu vi khớp vai. Nhưng những cái biểu hiện mà gây ra những cái viêm đó, ví dụ như chúng ta chơi thể thao, chúng ta vận động sai thì nó sẽ đau, nhưng có những triệu chứng khi mà bị vấn đề về cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm cổ thì nó cũng gây ra vấn đề chèn ép xuống bả vai, xuống khớp vai chúng ta. Nếu mà lâu ngày chúng ta không điều trị thì nó sẽ dẫn qua cái vấn đề viêm khớp vai, viêm chu vi khớp vai, viêm găng cơ chớp xoay, cũng dẫn tới vấn đề viêm dính khớp cái khớp vai đó, thì sẽ làm cho hạn chế. Thì nó cũng có liên quan tới bệnh lý cột sống cổ. Nếu chúng ta đi sớm, điều trị sớm thì nó sẽ không qua cái vấn đề hạn chế cử động của khớp vai. Rồi cái trường hợp thứ hai là khi mà chúng ta cử động cuộc sống, cử động cái thân người chúng ta khó khăn, thì cái này á, thì nó cũng liên quan tới cái vùng cuộc sống thắt lưng nhiều. Tại vì vùng cuộc sống thắt lưng của chúng ta là chúng ta cử động rất là lớn, chúng ta cúi được, chúng ta ngửa ra sau được, chúng ta nghiêng, chúng ta xoay được, mà bây giờ nó không cử động, không xoay, hạn chế, vẫn xoay nhưng mà hạn chế, thì cái này có thể là cuộc sống chúng ta, cái vùng thắt lưng này nó bị co thắt nhiều, rồi nó ảnh hưởng tới những cái vấn đề thái hóa, nó sẽ làm cho hẹp khe khớp, có thể là có trường hợp bị thoát vị đĩa đệm khi mà chúng ta nghiêng xoay nó hạn chế, là khi mà mình xoay qua một bên thì nó sẽ đau nhiều hơn, thì chúng ta bệnh nhân đó họ cũng tự điều chỉnh là sẽ không có xoay qua một bên đó nữa, chỉ xoay được một phía bên mà không bị đau thôi. Thì đó là những cái dấu hiệu cũng liên quan tới bệnh lý cột sống. Thì cái này tốt nhất là mình phải nên đi thăm khám cho nó chính xác. Dạ, cảm ơn bác sĩ Lương Ngọc Thọ, và xin được mời bác sĩ cùng lắng nghe câu hỏi của chị Nguyễn Thị Thanh đến từ thành phố Phan Thiết. Số điện thoại là 0962 472 147. Mời chị Thanh ạ. Xin chương trình cho tôi hỏi một câu hỏi như này. Có nghĩa là tôi hay bị đau hai bên gáy. Rồi tôi lại đau xuống hai cái vai, và nhất là bên tay trái, từ vai phải, từ vai phải xuống cánh tay phải có một đường bút dọc từ trên vai xuống đến các ngón tay, và tôi hay thường bị nhức. Tôi không biết là nhức ở trong xương hay trong thịt, nhưng tôi cảm thấy là nó rất là nhức, nhất là ban đêm á, tôi nằm ngủ thì nó rất là nhức dọc theo cánh tay phải xuống đến những cái ngón tay đó, và tôi thường xuyên bị như vậy. Thì không biết là tôi bị bệnh gì, và xin bác sĩ cho biết là tôi có cái bệnh của tôi như vậy thì có liên quan đến cuộc sống không ạ? Và cái cách điều trị như thế nào ạ? Dạ, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều và mời bác sĩ Lương Ngọc Thọ tư vấn. Dạ, xin chào chị. Thì chị nói chị có triệu chứng là đau cái cùng cổ vai gáy, dạ, đau xuống bả vai, đau xuống cánh tay của chúng ta. Thật sự rất là đau, chị nói mô tả của chị rất là đau, ngủ cũng đau. Thì tôi xin trình bày là như thế này. Thì nó có liên quan tại vì cái cột sống cổ chúng ta nãy giờ chúng ta phân tích thì chị đã đau cột sống cổ rồi, đó là một cái dấu hiệu đầu tiên là đau ngay tại khu trú, ngay tại cột sống. Rồi cái dấu hiệu thứ hai là đau xuống bả vai, dấu hiệu thứ ba là đau lan xuống, đau nhức xuống cái vùng cánh tay, cẳng tay, thậm chí ngón tay. Đó là dấu hiệu rất là điển hình của vấn đề bệnh lý liên quan tới bệnh lý cột sống, và đặc biệt đó là nghi ngờ là có thể là thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Yeah. Thì cái này mình muốn chính xác hơn thì chị phải nên đi thăm khám tới những cái phòng khám chuyên khoa. Nếu mà mình có điều kiện thời gian mình có thể ghé cái phòng khám chuyên khoa Ngọc Đức tại thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta thăm khám cho nó kỹ. Bác sĩ thăm khám những cái triệu chứng là mình biết rồi, rồi mình sẽ đánh giá trên cái cơ thể chúng ta, rồi đánh giá về cái lực cơ chúng ta coi nó có bị teo, rồi coi nó có bị yếu hay không. Rồi chính xác hơn nữa là chúng ta có thể cho chụp cộng hưởng từ để đánh giá cái mức độ thoát vị đĩa đệm nó như thế nào. Thì cái này tốt nhất là chị nên đi khám đi ạ. Dạ. Dạ. Dạ vâng, và trở lại với nội dung mà vừa nãy chúng ta vừa đề cập, đó là việc khi mà bệnh nhân cảm thấy là những cái động tác thực hiện của mình như là cúi ngửa rồi nghiêng xoay nó rất là khó khăn, thì đó là rễ thần kinh cũng đã bị tổn thương. Thì ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự sau. Theo các chuyên gia y tế, có nhiều nguyên nhân gây nên thoát vị đĩa đệm. Đầu tiên đó là các chấn thương cột sống, thứ hai là tư thế xấu trong lao động. Một nguyên nhân cũng có thể xảy ra thoát vị đĩa đệm là do di truyền. Nếu bố mẹ có đĩa đệm yếu do bất thường về cấu trúc thì con cái cũng dễ bị thoát vị đĩa đệm. Khi bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ sẽ gây đau cột sống cổ, đau vai gáy, đau cánh tay. Nếu thoát vị đĩa đệm cột sống lưng thì sẽ có triệu chứng đau thần kinh liên sườn. Còn nếu thoát vị đĩa đệm xảy ra ở vùng thắt lưng thì bệnh nhân sẽ thấy đau thắt lưng cấp hay mãn tính. Nó nhức lưng rồi nó nhức lưng dữ lắm, dạ. Rồi nhức từ cái lưng xuống với hai cái chân, dạ. Nhưng mà nó chân trái là nặng nhất. Bác sĩ cho chụp MRI thì nói là chị bị thoát vị đĩa đệm nặng, nó chèn hai cái hệ thần kinh cái chân đó, làm cho nhức không thể đi đứng được, nhức dữ dội lắm. Nó đau xương sống tự anh nó hai giò đi không được. Có đi lên đại học y dược với bác sĩ quốc tế cũng không hết. Thoát vị đĩa đệm cột sống là một bệnh lý khá thường gặp, có thể để lại nhiều hậu quả, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người bệnh. Do vậy, khi bệnh nhân có các triệu chứng nói trên, cần đến khám ở cơ sở y tế chuyên khoa, tốt nhất là gặp các bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp để được chẩn đoán và điều trị bệnh kịp thời. Vâng ạ, chúng tôi cùng tiếp tục chương trình với câu hỏi của một khán giả vừa gọi đến cho chương trình. Xin được kính mời. Cho tôi hỏi câu hỏi như này, tức là trước đây thì khi tôi đã phẫu thuật cái thoát vị đĩa đệm, bây giờ là nó đã phát rồi. Vậy là bây giờ có điều trị được bằng phương pháp phẫu thuật trị liệu phục hồi chức năng được không? Trong chương trình tư vấn rồi. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh rất là nhiều và mời bác sĩ Lương Ngọc Thọ. Yeah, xin chào anh. Thì anh đã trình bày là anh đã thoát vị đĩa đệm và đã phẫu thuật rồi, yeah. Thì bây giờ nay nó tái phát lại. Thì cái vấn đề này thì thật sự là anh phẫu thuật nó phẫu thuật dạng nào, tức là có thể là anh mổ hở, hay là anh mổ nội soi, hay là anh mổ bắt vít và cột sống. Nếu mà trường hợp anh mổ bắt vít cột sống thì cái phương pháp vật lý can thiệp như máy kéo giãn, kéo tách cột sống bằng cơ học thì mình sẽ can thiệp nó hơi khó khăn, thậm chí là không được. Nhưng mà nếu mà những cái nơi khác có thể là chắc chắn là sẽ không điều trị cho mình. Nhưng tại phòng khám chuyên khoa thì vẫn can thiệp, có thể giải quyết vấn đề triệu chứng, chứ mình không có giải quyết về vấn đề gốc của mình nữa, yeah. Tức là mình không có can thiệp vô cuộc sống, nhưng mình can thiệp vô cái triệu chứng là sẽ dùng những máy móc khác, can thiệp vô cái triệu chứng mình đau lan xuống tay, đăng xuống chân, thì đó giải quyết là mình sẽ giảm cho cái tình trạng là nó sẽ không còn đau nữa, nó sẽ không còn tê nữa, nhưng mà nó có thể ngắn, có thể thời gian, có thể mấy tháng nó sẽ bị lại tiếp, tại vì cái gốc mình chưa điều trị được. Nên cái này thì theo cái hướng vật lý trị liệu điều trị phục hồi chức năng mình vẫn có thể điều trị được, nhưng mà sẽ không có can thiệp vô cái vùng cuộc sống của anh. Còn nếu mà anh không có bắt vít thì vật lý trị liệu kéo tắt cái vùng cuộc sống sẽ can thiệp vô cái đốt sống của anh được, thì lúc đó giải quyết được nguyên nhân và giải quyết được triệu chứng của anh. Thì cái này anh phải cầm phim cái hồ sơ cũ của anh lên phòng khám chuyên khoa để chúng tôi thăm khám và sẽ có cái hướng cái điều trị, cái chỉ định để cho anh tốt hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Có một câu hỏi nữa là nếu như mà đĩa đệm bị thoái hóa mất nước á, thì sẽ gây giảm độ đàn hồi đúng không ạ? Vậy thì làm cách nào để làm cho đầy nước đĩa đệm trở lại được không thưa bác sĩ? Thật sự cái câu hỏi này cũng nghe bệnh nhân của mình nói rất là nhiều. Kêu tôi mắc nước rồi thì bây giờ tôi về tôi uống nước nha bác sĩ để cho nước nó nhiều lại. Thì cái này thật sự là nó không phải như vậy. Thì cái chúng ta biết cái đĩa đệm chúng ta bên trong á, thì nhân, trong đó là nhân, thì nhân nó mình tưởng tượng nó như là nước, có thể 85% là nước. Thì cái này khi mà nó bị thái hóa nhiều thì khi mình chụp phim trên MRI cộng hưởng từ chúng ta thấy nó đen, thì cái tình trạng mất nước nó sẽ xảy ra. Thì cái này để mình nói là mình để điều trị nó cho nó không còn mắc nước nữa thì cái này thực sự là mình sẽ cần một quá trình dài, có thể bổ sung thuốc, những cái thực phẩm chức năng và đặc biệt là can thiệp vào cái phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Ở đây chúng tôi có những cái máy móc, ví dụ như sóng siêu âm. Khi chúng ta dùng cái sóng siêu âm này, nó xuyên sâu qua cái lớp da, xuyên sâu qua lớp mỡ, tới lớp cơ và thậm chí tới cái vùng xương cuộc sống chúng ta, tới đĩa đệm chúng ta, tới thần kinh chúng ta, thì nó sẽ gia tăng những cái lưu lượng máu tập trung về cái đĩa đệm đó, chỗ nào nó đang bị viêm, chỗ nào nó đang bị đau. Và đặc biệt là cái đĩa đệm khi mà nó gia tăng về cái lượng máu nuôi thì nó tập trung, nó làm cho cái đĩa đệm chúng ta sẽ có cái tiến triển tốt, thì nó có thể là nó phục hồi một phần nào đó, chứ để cho nó khi mà tuổi tác đã lớn rồi mà để cho nó phục hồi 100% luôn thì nó rất là khó. Thì cái này thật sự là có thể phục hồi được nhưng mà nó phải cần một cái thời gian với một cái tiến trình rất là dài. Mời bác sĩ tiếp tục lắng nghe câu hỏi của một vị khán giả đến từ Hà Nội. Xin được kính mời khán giả Trần Văn Quý, số điện thoại là 0354 800 57 ạ. Vừa rồi là tôi đi chụp chiếu, đi tất cả các bệnh viện rồi nhưng mà cuối cùng người ta cũng bảo tôi bị viêm cấp dính. Thế bây giờ có chữa được không ạ? Đấy, tôi ở ngoài Hà Nội đấy ạ. Xin được mời phòng máy cho nghe lại câu hỏi ạ. Vừa rồi là tôi đi chụp chiếu, đi tất cả các bệnh viện rồi nhưng mà cuối cùng người ta cũng bảo tôi bị viêm cấp dính. Thế bây giờ có chữa được không ạ? Đấy, tôi ở ngoài Hà Nội đấy ạ. Cảm ơn anh Trần Văn Quý đã từ Hà Nội gọi điện thoại đến để giao lưu với chương trình, và kính mời bác sĩ Lương Ngọc Thọ. Chào anh. Thì chúng tôi đã nghe được cái từ viêm khớp dính. Thì cái này viêm khớp dính thì nó có thể đặc biệt là nó liên quan tới vấn đề cột sống. Thì cái bệnh lý này gọi chính xác là viêm cột sống dính khớp. Thì cái viêm cột sống dính khớp này là một cái bệnh lý tự miễn. Bệnh lý tự miễn tức là do chính cơ thể chúng ta làm chúng ta bị vấn đề bị viêm đó. Do những cái tác nhân bên ngoài tấn công vào thì cái kháng thể chúng ta tấn công lại thì nó gây ra tình trạng viêm. Đó là một cái bị lỗi, thì khi cơ thể chúng ta bảo vệ chúng ta thì nó bị lỗi, thì bây giờ nó bị viêm cột sống dính khớp. Thì bây giờ nếu mà tình trạng của anh là chẩn đoán, anh chụp chiếu hết rồi là bị viêm cột sống dính khớp rồi, thì ở đây sẽ tư vấn cho anh rõ hơn. Khi mà viêm cột sống dính khớp này có thể là bác sĩ sẽ kê toa cho mình uống thuốc cho nó giảm đi cái tình trạng viêm, nhưng mà cái tình trạng viêm của chúng ta nó đã bị rồi thì bây giờ mình uống thuốc để ức chế thì một phần nào đó, nhưng đặc biệt thì bây giờ mình phải can thiệp, mình phải tập luyện nó, mình đừng để cho nó bị biến chứng, là tức là biến chứng của viêm cột sống dính khớp là nó sẽ làm cho cuộc sống chúng ta bị gù, rồi nó làm cho cái chiều cao chúng ta thấp đi, rồi đặc biệt là xoay trở nó sẽ khó khăn. Thì bây giờ mình sẽ như vậy, mình sẽ đánh vô nó là bây giờ mình sẽ tập cho cái vùng cơ của cuộc sống đó nó bị yếu rồi thì mình tập mạnh nó lên cho nó chắc lên, rồi cái gù thì mình chỉnh nó lại, mình sẽ có những cái chuyên viên vật lý người ta sẽ hướng dẫn, người ta sẽ chỉnh cho mình để cho cuộc sống chúng ta cố gắng đừng có bị gù, cố gắng đừng có bị dính thêm nữa. Thì đó là cái hướng mà cái phục hồi chức năng sẽ can thiệp vô cho anh. Còn về những cái máy móc khác thì cũng sẽ giải quyết vấn đề bị viêm cho anh. Đó là cái những cái phương pháp rất là an toàn và hiệu quả để điều trị cho bệnh lý của anh. Nhưng mà đã bị viêm cột sống xương khớp rồi thì chắc chắn với anh là nó sẽ không bao giờ để mà nó hết được cái bệnh đó. Nhưng mà dựa vào cái điều trị của phương pháp này thì nó sẽ giảm đi cái triệu chứng của anh, sẽ gia tăng những cái sức mạnh cơ của anh, nó sẽ giải quyết biến dạng về cuộc sống chúng ta, rồi giúp chúng ta đi lại, chúng ta vận động sinh hoạt nó sẽ dễ dàng hơn. Dạ, anh chào anh. Dạ, cảm ơn anh bác sĩ Lương Ngọc Thọ, và mời bác sĩ cùng tiếp tục lắng nghe câu hỏi của một khán giả đến từ Ninh Bình, anh Phạm Ngọc Lâm, số điện thoại là 0947058256. Mời anh Lâm. Bây giờ tôi là bị đi khám ở Hà Nội là bị tình đĩa đệm mà. Dạ. Mà bác sĩ là cũng cho thuốc về uống, bây giờ là cái chân cái bông bít là nó không dứt nữa, mà nó tê rồi nó lại kéo lên bên sườn của cái bên tay phải đấy. Dạ. Nhưng mà nó lại kéo lên sườn bên phải. Dạ. Cảm ơn anh Lâm. Bây giờ là tôi uống hết thuốc rồi mà bây giờ là phải tỉnh, nên là giờ là cái cách thuốc tỉnh của bạn như thế nào? Dạ, cảm ơn anh Lâm đã từ Ninh Bình gọi điện thoại đến cho chương trình, và mời bác sĩ Thọ. Dạ, xin chào anh. Thì anh đã chụp chiếu rồi, chụp cộng hưởng từ rồi thì mới biết được là cái cuộc sống của anh bị phình đĩa đệm. Và thật sự á, chúng ta nói về phình đĩa đệm á, là một cái dạng nhẹ thôi. Nhưng mà cái triệu chứng của anh á, thì nó hơn nữa. Thì có thể là do cái từ ngữ mình dùng thôi. Yeah. Thì cái này có thể là do thoát vị đĩa đệm. Thì phình đĩa đệm là nhẹ, nhưng mà thoát vị đĩa đệm thì nó mới gây ra cái triệu chứng cho mình, tức là đau lan ra cái vùng sườn bên phải. Thì có thể là cái vùng đau lan ở vùng sườn bên phải có thể là do viêm dây thần kinh liên sườn, cũng có thể là do thoát vị đĩa đệm ngay cái vùng cột sống ngực, cái vùng cột sống ngực thấp. Rồi cái vùng mà thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cũng gây ra những cái triệu chứng là có thể đau lan xuống chân của anh. Thì cái đó là những cái hai cái dấu hiệu, một là viêm, có thể là viêm thần kinh liên sườn, hay là thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Thì ở đây anh uống thuốc rồi, anh có điều trị rồi, nhưng mà nó không khỏi. Thì ở đây á, thì tôi cũng xin thưa với anh là anh cố gắng đi ở ngoài đó đó, anh vô những cái bệnh viện lớn, có thể tìm những cái khoa sẽ có khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng sẽ có cái hướng điều trị tích cực hơn cho anh những cái về cái bệnh lý này. Còn nếu mà anh có điều kiện, anh có thời gian, anh có thể vô phòng khám chuyên khoa Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh để chúng tôi thăm khám và có cái hướng điều trị những cái đĩa đệm nó đang bị thoát, nó đang bị phình, sẽ giúp cái đĩa đệm nó đi vô trong lại, thì nó không cái chèn ép nữa bằng những cái phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Dạ, cảm ơn bác sĩ Lương Ngọc Thọ, và mời bác sĩ tiếp tục lắng nghe câu hỏi đến từ chị Lê Thị Loan ở Phan Thiết. Mời chị Loan. Dạ, tôi có vấn đề là sau thân thì tôi thường hay bị đau lưng, và đặc biệt là buổi sáng thức dậy á, là đau nhiều hơn. Thì nếu mà tình trạng này kéo dài thì nó có vẻ thử gì không? Rồi những cái phương pháp nào để có thể tập luyện để hạn chế tình trạng trên ạ? Vâng ạ, có thể nói là bệnh mà chị Lê Thị Loan đang rất là băn khoăn, đó là bệnh chung của tất cả phụ nữ sau sinh. Xin mời bác sĩ. Xin chào chị. Thì những phụ nữ, đặc biệt phụ nữ mà khi chúng ta mang thai á, thì cái áp lực lên cái vùng cột sống của thai nhi nó rất là lớn. Bình thường là phụ nữ chúng ta là cũng thua thiệt về đàn ông về những cái về cơ thể, cấu trúc cơ thể, về cái bên trong cái đĩa đệm cột sống nó cũng không có sự rắn chắc như đàn ông, những cái cơ của chúng ta nó sẽ không được săn chắc như đàn ông, thì có thể dẫn tới những vấn đề liên quan bệnh lý cột sống cũng rất là nhiều. Thì khi mà sau sinh á, thì trước đó mình mang thai thì áp lực lên nhiều, thì sau sinh á, thì nó sẽ còn những cái di chứng, tức là đĩa đệm nó có thể là bị tổn thương do áp lực. Thì cái này chị thì đau mới trước đầu là đang bị đau của vùng cột sống lưng thôi, nhưng mà chưa có cái triệu chứng đau lan xuống chân. Thì cái này cái hướng của chị bây giờ chị phải nên đi khám để chúng tôi biết được là bên trong nó còn có vấn đề gì nữa hay không, hay là nó chỉ đau nhất ở vùng cơ. Khi chúng ta đau nhức vùng cơ rồi, khi mà qua cái giai đoạn thì có thể là tôi trình bày có thể đau âm ỉ, đau liên tục, và thậm chí qua cái giai đoạn nó sẽ đau lan xuống chân, thì lúc đó rất là nguy hiểm, nên tốt nhất là chị đi khám. Còn bây giờ những cái biện pháp mà đề phòng mà để cho cái cuộc sống chúng ta đỡ bị đau thì có thể chúng ta cố gắng bây giờ nếu mà công việc của chị ngồi nhiều quá thì chị đừng có ngồi khoảng, nếu mà ngồi thì ngồi khoảng 30 đến 45 phút thôi, thì chúng ta nên đứng dậy, di chuyển, có thể khởi động, có thể đi uống nước, rồi chúng ta quay lại làm việc tiếp tục. Rồi khi chúng ta nằm ngủ ở nhà, chúng ta cũng đừng có nằm nệm lún quá trong cái thời gian này. Chúng ta phải lựa chọn cái nệm cứng hoặc là mỏng, hoặc là tấm ván cứng, thì nó sẽ giảm đi cái tình trạng đau lưng của chị. Rồi những cái tư thế sai thì chị cũng không có nên cúi, không nên khiêng nặng. Đó là hai cái vấn đề mà rất là nguy hiểm nhất về vấn đề thoát vị đĩa đệm. Rồi ngoài ra chị có thể tham khảo những cái bài tập cho cái cuộc sống chúng ta cho nó mạnh hơn, nó săn chắc hơn, thì có thể mình tham khảo trên cái kênh YouTube về phòng khám Ngọc Đức, thì đó, trên đó sẽ có những cái bài tập về bài tập cuộc sống lưng, bài tập cuộc sống cổ và rất nhiều bài tập về vật lý trị liệu, phục hồi chức năng. Có gì các chị tham khảo thêm. Chào chị. Dạ, cảm ơn bác sĩ Lương Ngọc Thọ. Và thưa quý vị, theo thống kê của chuyên gia y tế thì 70% bệnh về cột sống thoát vị đĩa đệm điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng thì sẽ cho kết quả đáng ghi nhận. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Để chẩn đoán các bệnh lý về cột sống, ngành y tế dựa vào phim X-quang hoặc chụp cộng hưởng từ MRI. Từ kết quả này, các bác sĩ chuyên khoa sẽ quyết định phác đồ điều trị thích hợp. Phương pháp điều trị hiện nay được áp dụng nhiều như điều trị bằng các thuốc giảm đau hay phẫu thuật. Tuy nhiên, lựa chọn mà người bệnh yêu thích là điều trị bằng vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Bởi phương pháp này thường không gây các tác dụng phụ mà hiệu quả mang lại rất tích cực. Tôi đi bệnh viện tùm lum hết á, bệnh viện nào cũng có đi qua hết rồi mà nó không thấy giảm. Chị xoay qua thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tàu, gì cắt nẻ gì cái gì cũng làm hết. Tình cờ chị có xem truyền hình á, chị thấy quảng cáo cái chị mới đi theo địa chỉ lên tới đây. Nói chung là điều trị nay 2 tuần là chị thấy kết quả nhiều lắm. Ở bên bệnh viện á, cái do cột sống địa điểm đó, thì ở bác thường mình uống thuốc tây thôi. Chứ không có đồng ý. Cũng có đồng ý nhưng mà nó cũng bớt, mà nó bớt cái thời điểm đó thôi. Rồi cái nào chưa có giúp. Rồi ngày đây điều trị là nó bớt nó giúp. Rồi mình đi xuống. Rồi xuống là được tới ngày thứ 6 rồi, trong tòa bác sĩ cho ở 7 ngày. Bữa nay đúng rồi cũng bớt thiệt. Với phương pháp phục hồi chức năng, người bệnh sẽ được kéo giãn cột sống cổ bằng thiết bị giường kéo hiện đại tùy theo trọng lượng cơ thể. Các cơ co thắt vùng cột sống cổ sẽ được kéo giãn, các lỗ liên hợp sẽ được mở rộng, tạo thuận lợi cho đĩa đệm trở về vị trí cũ, các gai xương sẽ không còn chèn ép rễ thần kinh. Theo các chuyên gia y tế, hầu hết thoát vị đĩa đệm là điều trị không phẫu thuật, chỉ cần uống thuốc và điều trị vật lý trị liệu theo đúng chuyên khoa. Khoảng 50% thoát vị bình phục sau 1 tháng. Sau 6 tháng, hơn 95% khỏi bệnh. Chỉ có 10% được chỉ định phẫu thuật. Thống kê của ngành y tế, bệnh lý cột sống đang có xu hướng gia tăng. Nhiều người do không biết đã sử dụng các loại thuốc mà không đỡ, lại tốn kém. Vì vậy, để tránh những tai biến đáng tiếc xảy ra như cong vẹo cột sống, không đi lại được, tốt nhất người bệnh nên đi khám sớm ngay khi mới mắc, thì hiệu quả trị bệnh sẽ cao hơn. Vâng ạ, thưa bác sĩ, một trong những phương pháp không thể thiếu nếu như mà người bệnh chưa đến mức phải mổ thoát vị đĩa đệm cột sống, thì phương pháp để điều trị bảo tồn vật lý trị liệu phục hồi chức năng, đó là cái phương pháp mà mọi người đang nghĩ đến. Vậy thì ưu điểm của phương pháp này như thế nào thưa bác sĩ? Về cái phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng á, thì thật sự nó là một phương pháp Tây y 100%, nó không liên quan gì tới phương pháp của Đông y học cổ truyền. Thì cái phương pháp này nó được du nhập từ bên Mỹ về, rất là cũng có thể là vài chục năm rồi, nhưng mà gần đây thì người ta mới tìm hiểu kỹ hơn, người ta nghiên cứu kỹ hơn, thì những cái phương pháp này mang lại những cái hiệu quả về các bệnh lý cơ xương khớp cũng như về bệnh lý cột sống, nó mang lại rất là khả quan, rất là tích cực. Giúp cho người bệnh chúng ta lấy lại những cái chức năng của cuộc sống tốt hơn, có thể đi làm lại được, rồi sinh hoạt được tốt hơn. Về cái phương pháp này á, thì nó sử dụng về tính chất cơ học, tính chất vật lý như điện, ánh sáng, từ trường, sóng ngắn, sóng siêu âm, máy kéo giãn, rồi những cái sóng laser, dòng điện tác động lên cái cơ thể chúng ta. Ví dụ như cái máy kéo giãn cuộc sống là cái máy chuyên điều trị về những bệnh nhân về thái hóa cuộc sống, những bệnh nhân thoát vị đĩa đệm. Thì dựa theo cái cơ chế của nó thì nó khi mình kéo tách được các đố sống này ra thì nó sẽ làm cái khoang đĩa đệm, cái lỗ liên hợp nó sẽ được nới lỏng ra, thì nó sẽ không có gây chèn ép vào cái cuộc sống, vào cái đĩa đệm, vào cái thần kinh. Thì khi mà mình nới lỏng ra được thì nó sẽ không có chèn ép nữa. Thì theo cái nguyên lý là khi cái áp suất ở bên trong cái khoang đĩa đệm thì nó có một cái áp suất âm, thì khi mình kéo tách nó ra thì cái đĩa đệm từ ở trong, ở bên ngoài phía sau ống sống nó sẽ thụt vô phía trong, do nó được hút vô, áp suất âm nó là như vậy. Thì khi nó hút vô như vậy thì nó sẽ không có va chạm vô nữa, đó là dựa lên cái nguyên lý vật lý là như vậy. Rồi khi mình kéo giãn ra được thì các vùng cơ nó bị co thắt, khi mình bị đau thì nó sẽ co thắt theo cái phản xạ tự nhiên là như vậy. Khi nó co thắt nhiều, mình kéo nó giãn ra thì nó sẽ không còn co thắt nữa, khi nó giãn cơ thì nó sẽ không còn đau nữa. Đó là những cái tác dụng mà nó mang lại cho cái hiệu quả điều trị cho bệnh lý về cuộc sống. Rồi ngoài ra những cái sóng siêu âm nãy tôi cũng trình bày đó, thì nó cũng là kháng viêm giảm đau, nó giảm đau rất là nhiều. Những người mà bị nặng quá dùng thuốc, thuốc thì nó cũng là đau, dùng thuốc giảm đau, viêm dùng thuốc kháng viêm, thì cái máy siêu âm này nó cũng có tác dụng như vậy đó. Thì có những nhiều bệnh người ta không chịu uống thuốc, tại vì người ta uống nhiều rồi người ta sợ lắm. Rồi những người bị bao tử dạ dày, những người bị bệnh gan, bệnh thận thì không thể nào dùng thuốc được, thì mình sẽ sử dụng những cái sóng này mình tác động vô để mình giảm viêm, để mình kháng viêm giảm đau cho bệnh nhân. Rồi những cái dòng điện, một cái nguyên lý sử dụng những cái xung điện, xung điện chúng ta thì sẽ kích thích lên cái vùng mà đang bị chèn ép. Đặc biệt là ví dụ như bị đau thần kinh tọa thì sẽ kích thích từ trong cuộc sống, sẽ khi mà nó bị chèn xuống cái chân thì mình dùng cái dòng xung điện này sẽ kích thích nó lại. Khi mà nó bị nặng quá thì nó làm cho những cái cơ mà thần kinh nó bị yếu rồi, nó chèn lên cái cơ chúng ta yếu thì nó sẽ giống như là nó khó cử động, thì nó sẽ giúp hồi phục lại, kích thích trở lại cho những nhóm cơ nó mạnh hơn, giúp chúng ta đi đứng dễ dàng hơn. Rồi bác sĩ sẽ kết hợp thêm nhiều những cái chuyên môn khác để can thiệp vô những cái bệnh lý về cơ xương khớp cũng như bệnh lý về cuộc sống. Những cái biện pháp này nó thật sự rất là an toàn, nó không gây những cái biến chứng gì cả, nó là điều trị bệnh thật sự luôn. Đó là cái phương pháp rất là hiệu quả mà thế giới đang áp dụng và tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang áp dụng rất là rộng rãi. Cảm ơn bác sĩ, và mời bác sĩ tiếp tục lắng nghe câu hỏi nữa của anh Trần Văn Bình đến từ Phan Thiết, số điện thoại là 0917032283. Mời anh Bình. Hồi đó nó cũng đi đứng bình thường ha, bạn nó ấy đó đầu nó giật mình á, giật cái mình cái mình sầm xuống luôn nha. Mình sụm rồi sau này cũng khoảng 2-3 năm là bắt đầu nó đau luôn. Nói là bị ra cuộc sống, có hóa cuộc sống rồi. Tôi ra bị đây cũng được 10 mấy năm rồi. Rồi mấy hôm có lên trên An Phước chụp cách lớp á, bị khói hóa cuộc sống, khói hóa mắc nước địa đệm cuộc sống thắt lưng. Ăn là 4 năm thoát vị địa đệm ra sao 06mm dạng trung tâm cấy rộng ép mặt trước sau màng cứng không rời thần kinh hai bên. Bây giờ mình tính hỏi bác sĩ gì đó bây giờ tình hình nó làm sao, chứ bây giờ hồi đó bây giờ bị nó cũng 10 mấy năm rồi mà cứ nó đau rồi đi chị chỗ này chút chỗ kia chút rồi vậy nó uống thuốc bắt rồi bây giờ cũng ngầu cái nghiêng qua nó nghiêng qua bên này thì nó đau, còn nghiêng qua bên kia nó đau, thì lúc tránh thuận á bắt ngãn ở giữa nữa. Có thể nói là anh Bình đã nêu ra bệnh lý về cuộc sống của mình rất là rõ ràng. Và mời anh lắng nghe lời tư vấn của bác sĩ Thọ. Xin chào anh. Mới nãy anh nói là từ 10 mấy năm trước á, anh có vật lộn, thì bắt đầu từ đó là anh bị đau, thì có đó là một cái dấu hiệu, cái tỳ là mới nãy tôi nói đó, chấn thương. Khi mà chấn thương xảy ra sau một thời gian á, thì nó sẽ dẫn tới bệnh lý thoái hóa cuộc sống, gai cuộc sống. Rồi những cái thời gian tiếp theo thì nó sẽ chuyển biến, tại vì nó đã bị thái hóa, nó giống như là nó bị sơ rồi, nó bị yếu cái đĩa đệm rồi, nó thái hóa mất nước đĩa đệm rồi, thì nó khi mình làm cái việc gì nhẹ thôi, mình không cần làm những công việc nặng đâu, thì nó cũng sẽ dẫn tới vấn đề thoát vị đĩa đệm. Thì đó là trường hợp của anh rất là điển hình mà nãy giờ tôi nêu đó. Thì khi mà anh bị thoát vị đĩa đệm rồi, chụp cộng hưởng từ rồi thì nó ra 6mm, thì tôi nghe nói anh nói như vậy thì nó ra 6mm. Thật sự cái vùng ống sống chúng ta biết á, thì nó khoảng tùy theo người có thể 13 tới 15 mm. Thì bây giờ anh là bị thoát 6 mm, tức là gần nửa rồi đó, thì nó là chắc chắn là nó chèn thần kinh rồi. Thì bây giờ thì anh cứ lên phòng khám chuyên khoa chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét lại cái phim cũ của anh. Nếu mà tình trạng của anh nó nặng hơn nữa thì chúng tôi sẽ cho chụp phim tiếp để coi đánh giá mức độ, nó có thể là hơn 6 mm hay không, có thể 7 mm, 8 mm. Thì theo cái nếu mà anh đã bị thoát rồi, chúng tôi sẽ can thiệp phương pháp vật lý phục hồi chức năng. Nếu mà anh bị thoát vị, chúng tôi sẽ giải quyết cái vấn đề thoát vị, giải quyết cái đau của anh, giải quyết cái chèn ép cho anh. Còn nếu mà anh bị teo cơ hay là anh yếu, anh đi đứng lại khó khăn, chúng tôi sẽ thăm khám ra những cái lực cơ của anh đi đứng như thế nào, thì chúng tôi sẽ cho những cái chuyên viên người ta sẽ tập luyện phục hồi những cái nhóm cơ chân của anh để cho anh đi đứng được dễ dàng hơn, để anh quay lại với công việc, để quay lại với cuộc sống. Xin chào anh. Dạ, tiếp tục một câu hỏi nữa của một khán giả xin được phép giấu tên. Hỏi bác sĩ là tôi bị thoát vị đĩa đệm. Nếu điều trị bằng phương pháp bảo tồn không phẫu thuật thì thời gian điều trị vật lý trị liệu mỗi ngày hết bao nhiêu tiếng đồng hồ, chi phí như thế nào và khoảng bao lâu thì sẽ thấy được tiến triển của bệnh ạ? Dạ, xin chào ạ. Khi mà mình bị vấn đề về bệnh lý cuộc sống, cũng tùy vào cái bệnh lý của mình. Ví dụ như mà mình bị thái hóa cuộc sống thì cái thời gian điều trị thì nó có thể ngắn hơn, có thể 1 đến 2 tuần là cái bệnh chúng ta sẽ thuyên giảm rất là nhiều rồi, có thể 80-90%. Nếu chúng ta duy trì thêm tiếp tục có thể thêm 1 tuần nữa thì có thể điều trị dứt cái căn bệnh mà thái hóa cuộc sống mà nó mang lại. Còn nếu mà bệnh nhân chúng ta bị thoát vị đĩa đệm, về thoát vị đĩa đệm thì nó cũng có rất là nhiều dạng. Thoát vị đĩa đệm mà không chèn ép thần kinh và thoát vị đĩa đệm có chèn ép thần kinh. Nếu mà thoát vị đĩa đệm không chèn ép thần kinh tức là lòi đĩa đệm, thì khi mà lòi đĩa đệm thì nó điều trị nó cũng nhanh, so với thoát thái hóa thì nó lâu hơn chút, nhưng mà so với thoát vị đĩa đệm mà chèn ép thần kinh thì nó nhanh hơn. Còn khi thoát vị đĩa đệm chèn ép thần kinh thì cái thời gian điều trị có thể là nó lâu, có thể là 3 đến 4 tuần. Thậm chí khi mà chèn ép quá nặng, hẹp ống sống quá nặng, kèm theo những cái liên quan như trượt đốt sống, thì cái này nó cần thời gian rất là dài, có thể 1 tháng, có thể 1 tháng rưỡi, tùy theo bệnh nặng hay nhẹ. Thì cái này bác sĩ sẽ thăm khám và cho anh cái thời gian nó sẽ chính xác hơn. Còn cái chi phí điều trị á, thì cũng tùy vào cái bệnh nặng hay nhẹ, mình cũng đang nói đó. Nếu mà mình bị nhẹ thì cái chi phí điều trị khoảng tầm 200 mấy tới 300 thôi. Còn nếu mà bệnh nặng mà liên quan tới vấn đề sức cơ, tức là mình có ảnh hưởng tới vấn đề liệt, tức là đi đứng lại khó khăn, thì cái mức dao động có thể là 300 mấy 400. Nó tùy theo vào cái bệnh. Thì cái chi phí với thời gian mình đã có rồi. Còn cái vấn đề nữa là khi mà anh ở xa thì ở đây chúng tôi, ở phòng khám chúng tôi có chỗ ăn, chỗ ở lại cho những bệnh nhân ở xa. Thì cái này, cái giá dao động của vấn đề ở lại á, thì nó khoảng 50.000 tới 70.000. Còn cái ăn thì khoảng 20.000 phần thôi. Thì tại phòng khám chúng tôi điều trị cho bệnh nhân tích cực rồi, nhưng mà cũng tạo điều kiện cho bệnh nhân ở lại để có chỗ ăn, chỗ ở cho nó sinh hoạt cho nó tốt hơn. Như vậy là rất thuận tiện cho bệnh nhân. Đúng rồi. Và thưa quý vị, chương trình đang truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận cũng như là fanpage của đài. Và trên hệ thống fanpage thì chúng tôi có nhận được câu hỏi của anh Lâm Sơn Vũ. Anh đang bị thoái hóa cột sống đốt L5 và có biểu hiện đang là tê tay. Như vậy thì có hướng điều trị như thế nào thưa bác sĩ? Chào anh. Thì anh á, thì thái hóa đốt sống L5 nhưng mà có biểu hiện là tê tay. Thì cái này á, thì thật sự á, thì bây giờ là cái tê tay của anh á, là nó tại vì đĩa đệm đốt sống mình là biết là chụp X quang là thái hóa rồi. Bây giờ là mình biết được thái hóa cột sống lưng rồi, nhưng mà cái tê tay á, thì khi bị lưng này thì nó không có bị tê tay, tức là mình sợ nó thoát vị đĩa đệm đi, cho nó thoát vị đĩa đệm thì nó nếu mà có chèn ép á, thì nó sẽ chèn xuống cái chân thôi chứ nó không có quắt ngược lại lên phía trên. Còn vấn đề tê tay có thể nó có liên quan nhiều bệnh lý, có thể là điển hình là bệnh lý hội chứng ống cổ tay. Khi chúng ta làm việc nhiều quá, như những người nội trợ, những người buôn bán ngoài chợ chặt cá chặt thịt đó, hoặc là những người nhân viên văn phòng sử dụng máy tính, đánh máy tính, sử dụng con chuột liên tục, thì ảnh hưởng tới vấn đề gây ra chèn ép cái ống cổ tay, là chèn ép dây thần kinh giữa, cũng gây tê cái bàn tay, ngón tay. Còn nếu mà tê tay vùng ở trên cao, từ cánh tay xuống bắp tay, có thể là chèn ép dây thần kinh trên cột sống cổ đi xuống, Và ngoài ra có nhiều dây thần kinh nữa ha, thần kinh giữa, thần kinh quay, thần kinh trụ, rất là nhiều dây thần kinh. Thì bây giờ cái này muốn chính xác á, thì lên chúng tôi thăm khám cho anh là anh đang bị vấn đề gì. Còn đã bị tê tay rồi mà anh cố gắng, anh cứ lo công việc, anh không chịu đi chữa thì cái tê này thật sự rất là quan trọng. Nếu mà anh không chữa, từ từ nó sẽ teo cơ, nó sẽ teo cơ, nó sẽ yếu cơ, cử động cái tay chúng ta sẽ khó khăn. Nên tốt nhất là anh đi sớm để anh có cái hướng điều trị để dứt điểm cái căn bệnh tê tay này của anh, và cũng như là cái bệnh thái hóa cuộc sống của anh. Chào anh. Thưa bác sĩ, Yên đang được biết là có một trong những phương pháp mang lại hiệu quả rất cao cho bệnh nhân thoái vị đĩa đệm, đó là di động cột sống cổ và cột sống thắt lưng. Bác sĩ có thể cho biết rõ hơn về phương pháp này. Về kỹ thuật kỹ thuật di động cột sống á, thì nó một kỹ thuật rất là cao của bên về phục hồi chức năng. Thì người kỹ thuật viên sẽ dùng một cái lực, ngoại lực tác động vào những cái đốt sống, đặc biệt là những cái đốt sống đang bị thoát vị. Khi tác động ngoại lực vào một cái đốt sống thì nó sẽ, thứ nhất nó sẽ có tác dụng làm cho cái trong cái ổ khớp chúng ta lúc nào cũng có cái dịch khớp. Khi chúng ta tác động vô, chúng ta trực tiếp nhẹ nhàng, chúng ta tác động nhẹ nhàng liên tục, có thể là theo nhịp nhàng có thể là 60 giây. Thì đó là một kỹ thuật người ta áp dụng như vậy. Thì cái tay sẽ trượt cố định cái vùng đốt sống dưới thì chúng ta sẽ trượt đốt sống trên như vậy. Nói đơn giản gì cho chị hiểu. Thì khi chúng ta trượt cái đốt sống này thì nó sẽ tạo ra một cái dịch gọi là dịch nội sinh trong này. Thì nó sẽ giúp cho cái vùng đốt sống chúng ta sẽ trơn tru, thì nó làm cho chúng ta cử động sẽ dễ dàng hơn, tức là nó sẽ làm cho chúng ta tăng được cái tầm độ của cuộc sống như những người bệnh nhân xoay trở khó khăn. Thứ hai thì nó sẽ làm cho cái tình trạng đau của cái cuộc sống đó nó sẽ giải quyết, là nó sẽ không còn đau. Khi có thể là nói chính xác hơn thì chúng ta trượt nhẹ thì nó sẽ giảm đau, chúng ta trượt mạnh hơn một chút, di động mạnh hơn một chút thì nó sẽ tăng tầm cho cuộc sống chúng ta. Nó có hai cái tác dụng giải quyết về vấn đề cuộc sống rất là nhiều là như vậy. Còn cái tác dụng thứ ba nữa là cái quan trọng nhất, là khi mình tác động vô đốt sống như vậy thì cái đĩa đệm giữa hai đốt sống này, nó sẽ tạo thuận, nó sẽ đưa cái đĩa đệm này nó vô trong lại, vô trong lại cái ống sống, nó không chèn ép thần kinh nữa, thì lúc đó cái bệnh lý mà thoát vị đĩa đệm nó sẽ thuyên giảm. Đó là kỹ thuật di động đốt sống. Và có thể là có rất là nhiều câu hỏi nữa, nhưng mà vì thời lượng của chương trình cũng đã gần hết rồi. Và là câu hỏi cuối xin được mời bác sĩ Lương Ngọc Thọ có thể tư vấn là với những người bệnh nhân có bệnh lý về cột sống thì cái chế độ dinh dưỡng như thế nào, cũng như là cần có những cái điểm gì cần lưu ý ạ? Những người mà bệnh hoặc là chưa bệnh thì tôi cũng xin có lời khuyên như thế này. Thứ nhất là về cái sinh hoạt thì chúng ta cố gắng đặc biệt là không được cúi khom nhiều. Tại vì cái tư thế cúi khom là cái tư thế điển hình để thoát vị đĩa đệm, và khi chúng ta cúi khom mà chúng ta mang một vật nặng nữa, có thể 10 kg, là nó áp lực lên đĩa đệm rất là nhiều hơn nữa, thì nó sẽ gây ra tình trạng thoát vị đĩa đệm. Đặc biệt là không cúi, không khiêng nặng, đó là hai cái điển hình nhất là gây ra cái bệnh lý cột sống. Và ngoài ra chúng ta có thể không được xoay vặn xoắn cái cột sống, không được bẻ cổ, nó làm cho cái tình trạng thái hóa cột sống sẽ diễn ra nhanh hơn. Rồi chúng ta ngồi, chúng ta cố gắng đừng có ngồi nhiều quá, có thể ngồi khoảng 1 tiếng thôi là chúng ta đứng dậy. Còn những người nào đã bị về vấn đề cột sống từ trước rồi thì chúng ta ngồi khoảng 45 phút thôi, thì chúng ta nên đứng dậy thư giãn. Khi mà làm việc văn phòng, đứng dậy thư giãn, đi tới đi lui, uống nước, thì cũng tránh đi cái tình trạng là bệnh lý cột sống, và cũng tránh đi những cái tình trạng, những cái bệnh lý cơ xương khớp khác. Rồi về vấn đề sinh hoạt ở nhà, chúng ta ví dụ dọn dẹp thì chúng ta cũng cố gắng thẳng lưng, đừng cúi lưng. Rồi ví dụ khuân vác những bình nước 20 lít, nhà nào bây giờ ai cũng có cái bình đó. Bây giờ không có thanh niên thì phụ nữ phải làm rồi, thì khi mà phụ nữ làm thì cơ yếu rồi mang vô thì nó cũng sẽ dẫn tới vấn đề thoát vị đĩa đệm, nên cố gắng tránh những cái tư thế cúi mà khom lưng là tôi nói đó. Rồi về chế độ dinh dưỡng thì thật sự là khi những người bệnh thái hóa cột sống hay thoát vị đĩa đệm, chúng ta bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, chúng ta không loại trừ những cái thực phẩm nào cả. Nhưng đối với những cái người mà lớn tuổi thì chúng ta phải cần cân nhắc. Ví dụ lớn tuổi có vấn đề về huyết áp, có vấn đề về bệnh tiểu đường, có bệnh lý khác, bệnh gút, thì chúng ta nên hạn chế. Ví dụ như bị huyết áp chúng ta hạn chế ăn mặn, hạn chế về chất kích thích, rượu bia, cà phê, trà. Những người bệnh tiểu đường thì chúng ta hạn chế về đồ ngọt, đồ ngọt. Rồi những người bệnh lý về xương khớp như bệnh lý gút thì chúng ta bổ sung những cái chất đạm nhiều quá, hải sản nhiều quá, những cái thịt đỏ, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng viêm nhức, đau nhức xương khớp về gút nó sẽ diễn ra nhiều hơn. Còn những người bệnh lý thái hóa sống bình thường, thoát vị đĩa đệm bình thường, những người trẻ tuổi thì chúng ta nên ăn đầy đủ, bổ sung đầy đủ khoáng chất, đặc biệt là canxi, canxi rất tốt cho xương ha. Dạ. Thì cái này có thể bổ sung từ thực phẩm như cá, hải sản, cua, tôm, rồi rau, đặc biệt là rau xanh. Thì tôi đặc biệt thích ăn rau xanh thì nó giàu canxi, bổ, mà nó mang lại cho cơ thể chúng ta nó không có ứ lại những cái vấn đề tạp chất bên trong. Yeah. Thì tốt nhất là như vậy. Rồi bổ sung thêm sữa canxi, có thể uống sữa không được thì chúng ta bổ sung thêm thuốc canxi. Rồi ngoài ra có những thực phẩm chức năng khác như về thuốc sụn khớp, glucosamine, nó rất là nhiều cái bổ sung dinh dưỡng như vậy. Và những cái thói quen sinh hoạt thì nếu mà mình có điều kiện mình lên thăm khám, chúng tôi sẽ diễn giải những cái lời khuyên nhiều hơn nữa, nhưng qua chương trình hạn chế thì tôi cũng chưa chia sẻ hết. Yeah. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Lương Ngọc Thọ ngày hôm nay đã dành thời gian rất là quý báu để đến với những cái lời tư vấn rất là hữu ích về các bệnh lý cột sống, và hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã có những lưu ý để cũng như là điều trị bệnh lý của mình một cách tốt hơn. Xin được cảm ơn quý vị đã cùng tương tác với chương trình. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến phòng khám chuyên khoa Phục Hồi Chức Năng Ngọc Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.